chị các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ngọc Mai Khóa Milly Cuộc Sống Malaysia. Lời đầu tiên mong muốn chúc tất cả một thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống nha, luôn luôn may mắn nữa. Và nếu như bạn nào lần đầu tiên đến với kênh của Mơ thì xin vui lòng hãy tặng cho Mơ một lượt thích cũng như một lượt đăng ký kênh và nhớ nhấn vào chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất mỗi khi Mơ ra video mới nha. Và hôm nay thì Mơ thấy là ở trên TikTok Mơ theo trên TikTok nha các bạn, là có rất là nhiều loại kem độc lạ Pink Challenge thì rất là nổi trên TikTok và Mơ cũng muốn theo trend như thế nào. Và Mơ đi ở đây là Mơ có một cái vài loại kem nè. Ở đây là kem 7 màu, 7 màu là 7 hương vị. Thì cái này là Mơ cũng chưa có ăn và thưởng thức bao giờ ha. 7 màu và 7 vị khác nhau. Cái này là vị đậu xanh nè, rồi vị gì ta? Vị đậu đỏ nè, vị bắp nè, vị của cái này là gì? Vị của mít nè, rồi vị sầu riêng. Ở đây là nó có 7 vị. Và ở đây nữa là cái vị sầu riêng. Cái hộp này là vị sầu riêng D24. Đây, cái loại kem này là sầu riêng D24. Thì các bạn xem nè, sầu riêng D24 này là 100% sầu riêng D24 luôn. Đây là cái hộp 100% sầu riêng D24 ha. Và cái này, cái loại kem này thì nó cũng rất là nổi tiếng ở Malaysia. Và hôm nay thì Mơ sẽ thưởng thức và Mơ review cho các bạn xem nha. Và ở đây thì nó có một cái hộp loại kem mini thôi các bạn. Loại kem mini Cookie and Dream. Thì Mơ nghĩ Cookie and Dream này thì chắc là cũng bình thường so với các bạn ha. Và một cái loại Last for Fresh thì cái này là không biết là cái gì. Để Mơ cái dạng như Vivid ha. Để Mơ mở ra và Mơ thưởng thức và review cho các bạn xem ha. Thì sầu riêng thì thường nó sẽ nặng vị hơn những cái loại khác, cho nên mình sẽ mở sau nha. Và trước hết thì mình sẽ mở cái loại kem mini này trước. Kem mini này là nó có hai loại thì mình không biết là cái vị nó sẽ như thế nào á. Mình mua về nãy giờ mình đem về tới nhà thì nó đã mềm hết rồi các bạn. Và một cái hộp như thế này là nó có rất là nhiều ở trong đây luôn. Đây, cái loại kem mini thì nó nhỏ nhỏ như vậy thôi, dễ thương nha các bạn. Và cái hộp nhỏ là 12 cây và nó có 2 vị nha các bạn. Và 12 cây ha. Và bây giờ đây. Cái cây này rất là dễ thương luôn. Và bây giờ mở thử cái loại này trước nha, loại kem này trước nha. Một cái loại là Cookie and Dream và một loại là Last Forest. Thì mở thử cái loại hai loại mình sẽ thử trước. Đây mình thử cái màu trắng này trước nè, không biết cái gì đây. Không biết cái gì thì mình cứ mở ra mình thử. Thì nói chung là cái này là Cookie and Dream nè các bạn. Đây thì nhìn thì nó cũng bình thường thôi ha, nó cũng bình thường như bao nhiêu là kem thôi, cũng không có gì là khác lạ cho mấy ha. Nhưng mà thấy cái nó nhỏ nhỏ xinh xinh này thấy coi bộ được ha, vui vui. Và ăn thì ăn nó không có được nhiều mà nó đỡ ngán hơn. Đây mời các bạn nha. Nó rất là thơm luôn các bạn. Mà phải nói nó rất là thơm vì nó có cái ở trên này là sô-cô-la, ở dưới là cái màu trắng này là cái dạng như vanilla đó. Còn cái bánh này thì cũng bình thường thôi. Nói chung là review cái loại kem này thì mình thấy bình thường. Tại vì nó có rất là nhiều vị cho nên Mơ sẽ ăn mỗi cái một chút và Mơ sẽ chia sẻ cho các bạn biết ha. Và cái này kế đến là Last Forest thì Mơ uống chút nước để mình reset lại cái vị giác của mình. Những cái loại kem nhỏ nhỏ như vậy nè, mình ăn thấy nó vui nè các bạn. Thì trong đây nó chỉ là sô-cô-la thôi. Nó cũng sô-cô-la nhưng mà ở dưới thì nó cũng là sô-cô-la luôn nha các bạn. Ở trên này nó có một cái chút xíu gì đó đỏ đỏ thì Mơ cũng không biết nữa. Để Mơ thưởng thức, Mơ ăn thử coi nó cái cảm giác là như thế nào. Nói chung là vừa ăn cái vị hồi nãy thì thấy cũng ngon đó. Đây cái vị này nó là như vậy. Cái loại này á thì nó là sô-cô-la. Ở dưới kem nó là sô-cô-la, ở trên là nó có những hạt sô-cô-la nhỏ và nó có kèm theo cái vị dâu nữa các bạn. Nói chung là cũng được, nó cũng chua chua, béo béo.
Kem nó rất là nhiều nha các bạn. Mơ thích béo, nhưng mà so với cái vanilla hồi nãy thì mơ thích cookie and cream hồi nãy thì mơ thích cái này hơn, vì nó có cái vị dâu và cái độ béo của nó nhiều hơn ha. Và kế đến thì mơ sẽ đập hộp cái loại 7 màu này ha, cái loại sầu riêng. Thì bây giờ mình không có nói giá, mình chỉ có nói là cái khẩu vị thôi các bạn ha. Còn giá cả thì mình không nói, tại vì tiền là của mình và quyết định cũng là của mình và trải nghiệm cũng là của mình, cho nên là mỗi người có một cái suy nghĩ riêng và một cái quyết định riêng. Và sau khi các bạn trải nghiệm, các bạn thưởng thức thì cũng sẽ có một cái nhận xét riêng nữa, khác nhau nữa. Nhiều khi cái này mình cảm thấy ô cái này nó rất là ngon, nhưng mà đối với bạn thì bạn cảm thấy ồ cái này có khi là nó nhạt quá không, cái này có khi là ngọt quá không, nói chung là vậy ha. Và ở đây thì mơ chỉ có nói là những cái loại kem ở Malaysia, và mơ chia sẻ là khi mơ đi mơ thấy được những cái loại kem lạ. Đây nó có một cái hộp xốp như vậy cũng rất là hay ha. Đây, và khi mở ra ở bên trong nó như vậy, nó xếp hàng như vậy rất đẹp luôn. Nó rất đẹp luôn ha các bạn. Tên tên. Và trong đây á là nó 1 2 3 4 5 6 7 8. Nó có 8 cây nha các bạn. Nó có 8 cây. Nó có 8 loại. Nó có 8 cây và nó có 8 loại nè. Cái này này là đậu đỏ Raspin, đậu đỏ nha. Bây giờ mình thưởng thức cái đậu đỏ trước nha các bạn. Mình từng ăn kem đậu đỏ của một cái hãng khác rồi, nhưng mà cái hãng này thì mình chưa, và bây giờ hôm nay thì mình thưởng thức thử xem sao ha. Cũng ngon. Ngon đó các bạn. Không có lạ đâu. Cái này là nó để là đậu đỏ nguyên chất 100%. Thực chất là khi mình ăn mình cắn vào á, là những cái hạt đậu đỏ nó rất là bùi và béo. Nói chung là cái này ngon nha. Cái đậu đỏ này ngon á, mơ thích. Mà mơ bình thường á, mơ cũng thích ăn đậu đỏ nữa. Mà ở bên đây á, các bạn người Hoa đó, người ta cũng rất là thích đậu đỏ nha các bạn. Và kế đến là cái này là sầu riêng. Cái vị sầu riêng nha. Sầu riêng. Đây, cái loại sầu riêng. Khi mà mở ra thì nó rất là thơm luôn, nó rất là thơm mùi sầu riêng và nó màu vàng như vậy ha. Sầu riêng này thì mình không biết là nó dùng cái sầu riêng gì. Hôm mắt. À, nói chung là cái này là hôm mắt là làm ở nhà. Mời thưởng thức thử nha. Nếu như mà đối với cái khẩu vị của mơ thì mơ ăn cái kem này nó hơi ngọt hơn là cái kem đậu đỏ lúc nãy nha. Cái mùi sầu riêng nó rất đậm đặc và rất béo. Nói chung cũng ngon, nhưng mà đối với mơ thì nó hơi ngọt một chút. Hơi ngọt một chút xíu thôi, chứ nó không có ngọt nhiều nha các bạn. Và kế tiếp thì cái loại này là bắp nha. Cái loại này là bắp nha. Mơ chưa có ăn sầu, mơ chưa có ăn kem bắp, nhưng mà mơ có ăn kẹo bắp thôi các bạn. Bình thường á, mơ thì mơ thích gì ta, sô-cô-la. Thì thường thường á, nhiều khi muốn ăn á, thì cứ mua sô-cô-la thôi. Mua kem sô-cô-la, vanilla, cái đó là bình thường rồi. Và khi mình mở ra thì nó cũng, tại vì nó lạnh đó, cho nên nó cũng không có nồng nặc cái mùi bắp giống như là mùi sầu riêng lúc nãy. Và mơ thấy là có rất là nhiều hạt bắp ở đây luôn nè. Không biết mơ để gần gần ở đây, không biết các bạn có thấy được những cái hạt bắp nó vàng vàng ở đây không. Mơ sẽ ăn thử nha. Sau khi cắn thì các bạn nè, các bạn thấy những cái hạt bắp rất là nhiều ha. Đối với mơ thì cái bắp này nó hơi cứng, nhưng mà nó cũng ngọt, nó có cái độ ngọt của bắp. Và cái kem này á, thì cái độ ngọt nó bằng giống như là cái kem sầu riêng lúc nãy nha các bạn. Nói chung cũng ngon đó. Cái vị thì nó cũng không có lạ lắm. Vậy thì nó cũng không có gọi là lạ lắm. Và cái này là tới kem khoai môn. Đây, cái kem khoai môn nha các bạn.
để mà uống một miếng nước để mà reset lại cái vị giác của mình. Và mình sẽ thử tiếp nha. Tiếp đó là kem khoai môn. Kem khoai môn khi mở ra thì cũng không có vị gì hết. Nó tóm lại từ nãy giờ là chỉ có mở ra cái kem sầu riêng là nó có cái mùi nồng nặc thôi. Còn cái khoai môn hay cái cát thì nó không có cái mùi gì hết ha. Và nó là như vậy. Đây kem. Nó rất là thơm, cái mùi khoai môn rất là béo và cũng vừa ăn chứ nó không có ngọt như là kem sầu riêng hay là kem bắp lúc nãy. Và hồi nãy giờ mới thử bao nhiêu loại rồi ha, sầu riêng thì mới thử rồi nè, còn thêm cái nào nữa ta, đậu đỏ là mới thử rồi, cái này là gì à, chỉ có đậu đỏ thôi à. Một hộp này á các bạn, một hộp này á là nó để là rất là nhiều, nhưng mà đậu đỏ thì nó để 2-3 cây, nhưng mà đặc biệt nha, mít nó chỉ có để đúng một cây một thôi. Mít nó chỉ để đúng một cây, chắc là mít nó mắc. Và thật sự là mít ở nước ngoài nó rất là mắc các bạn, ở Việt Nam ha mít mình nó thể rẻ một chút, mà ở nhà mơ thì mít rất là nhiều, thậm chí là ăn không hết luôn. Chín vào và để tủ lạnh mà ăn không hết luôn á, mình đi qua đây thôi, đi mua từng muỗng nó rất là đắt luôn các bạn. Và đây là cái vị cuối cùng là vị mít nha, để mà thử cái vị mít. Thì vị mít là khi mình lọc ra nó màu này, và nó cũng có cái mùi thơm nặng nồng giống như là mùi sầu riêng lúc nãy. Thì thật sự là mít với sầu riêng ở ngoài là cái mùi nó cũng nồng nặc hơn là những cái vị khác đúng không? Cái vị mít này mà mơ nghĩ là nếu mà nó có muối mít nữa thì nó ngon hơn, nhưng mà thật sự là không có muối mít, giống như bắp thì nó có muối bắp nè. Đậu đỏ thì nó có đậu đỏ nè, nhưng mà mít này thì nó không có, nên chắc là nó sai nhuyễn ra rồi. Thì nói chung là mít thì nó cũng thơm, cũng béo, và nó không có ngọt cắt quá nha các bạn. Nói chung là ăn cũng được, chứ nếu mà nói về ngon á thì nó không có ngon mấy. Và như vậy thì mơ đã thử hết rồi, mơ thử hết các vị rồi đó nha. Và bây giờ cái phần cuối cùng này là sầu riêng đi 24. Thì sầu riêng đi 24 này là rất nổi tiếng ở Malaysia. Và mơ mua cái hộp sầu riêng này là cái hộp sầu riêng mà nó là 100% là bằng sầu riêng luôn nha các bạn. Đây, một hộp như vậy thì nó có 4 cái hộp nhỏ ở trong nè. Ủa nó không có cho mình cái muỗng nhỏ hả ta? Một hộp như vậy á là nó có 4 cái muỗng nhỏ ở trong nha. Ủa nó có 4 cái hộp nhỏ ở trong này nha các bạn. Nó có 4 cái hộp nhỏ ở trong nè. Và bây giờ mình mở ra ha. Cái hộp nhỏ này thôi à. Mở như vậy thì nó cũng bay sầu riêng đó. Wow. Đây, các bạn xem nó là cái hộp giấy và ở trong thì nó như thế này nè. Cái sầu riêng đi 24 là rất nổi tiếng ở Malaysia nha các bạn. Thì Malaysia nó nổi tiếng là sầu riêng mua sang kinh, nhưng mà ngoài mua sang kinh ra thì nó cũng có rất nhiều loại sầu riêng nổi tiếng nữa nha. Và cái nó cho mình cái muỗng ở trên đây nha. Đây, cho mình cái muỗng ở trên đây và mình bây giờ mình ăn thử coi nó như thế nào ha. Nó mềm ha. Cái loại này mềm có nghĩa là mình nghĩ là nó xay ra rồi, nó tại vì nó 100% á, nó không có thêm những cái khác nhiều cho nên nó mềm chứ nó không có cứng đấy. Ngon nha các bạn, ngon. Mình ăn giống như là sầu riêng thật luôn á. Ngon nha. Và trong đúng là nếu như mà các bạn đang sinh sống và làm việc ở Malaysia thì hay là các bạn đi du lịch ở Malaysia thì các bạn hãy thử cái loại kem này nha. Từ nãy giờ là mơ thử rất nhiều loại kem, và cái loại kem này đúng thật là 100% sầu riêng luôn nha các bạn. Tại vì các bạn thì cũng đã biết là mơ review rất nhiều á loại sầu riêng ở Malaysia, sầu riêng mua sang kinh hay là các loại sầu riêng khác. Thì khi mà mơ ăn sầu riêng tươi á và mơ ăn cái hộp kem này thì cái cảm giác giống y chang vậy luôn. Trong tất cả các loại sầu các loại kem nãy giờ thì mơ ăn là cái loại này là ngon nhất nha, được nha. Ngon nhất nha.
Và mời cảm ơn tất cả các cô chú anh chị các bạn đã theo dõi hết video clip của mình ngày hôm nay. Nếu như các cô chú anh chị các bạn thích hay là có muốn mà mới review cái loại kem nào mà đặc biệt ở Malaysia thì có thể là comment ở phía dưới, và mơ sẽ rất vui khi đọc được những cái comment dễ thương, sẽ là một cái động lực rất là tốt để ủng hộ tinh thần mơ ra những cái video mới hay hơn nhé. Mơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video clip lần sau.